Hey yo, chào mọi người, xin thiệu mọi người, đây chính là chiếc Asus ROG Strix G512. Từ năm ngoái thì Asus đã rất thành công với cái dòng sản phẩm gaming của mình, tiêu biểu như là Asus Strix nè, hay là Asus K3. Và đến tận năm 2020 này thì Asus đã tung ra một phiên bản mới. Mặc dù là về thiết kế bên ngoài của nó không có gì thay đổi, nhưng mà bên trong đã được nâng cấp với vi xử lý Intel Core i7 Titan 10 mới nhất. Bên cạnh những nâng cấp nhỏ bên trong phần cấu hình, nó không có nhiều sự thay đổi mới về phần bên ngoài thiết kế. Nó có thực sự đáng để chúng ta bỏ ra thêm một số tiền nữa để sở hữu phiên bản này không? Chúng ta cùng nhau xem hết video này nhé. G512 là một mẫu laptop gaming đặc biệt, có kiểu thiết kế đặc trưng riêng của nhà Asus với logo ROG đặt lệch qua hàng một bên, lược làm bóng và nổi bật. Các đường nhôm xước phay trông có vẻ ngược nhau nhưng mà lại vô cùng tinh tế. Máy tương đối là dày bởi vì nó chứa một bộ tản nhiệt cực kỳ khủng để phục vụ cho quá trình tản nhiệt được tốt hơn nè. Bản lề của máy rất là chắc chắn. Tuy là laptop gaming nhưng mà Asus đã rất chú trọng về phần bản lề này, được gia công hoàn thiện là chắc chắn, dễ dàng đóng mở bằng một tay. Bên cạnh phải của máy đặc biệt là sẽ không có một cổng kết nối nào cả, mà thay vào đó sẽ được đưa hết sang cạnh trái cũng như là bề mặt trên của sản phẩm để chúng ta có thể dễ dàng kết nối không bị vướng víu trong quá trình sử dụng. Đặc sắc hơn cả là G512 có một dãy đèn LED chạy xung quanh khuôn viên, giúp chiếc máy trông nổi bật hơn, ấn tượng hơn với mọi góc nhìn. Và đặc biệt là phần đèn LED ở ngay khuôn viên này được làm đồng bộ với phần đèn LED ở ngay trên phần bàn phím, tạo nên chúng ta một cái tổng thể hài hòa và ấn tượng hơn. Về bàn phím thì layout của máy có phần hơi dị khi mà các nút như là P up, P down được đặt lệch về một bên, lệch qua bên trái một xíu là những hàng phím function, chẳng hạn như là tăng giảm âm lượng nè, hay là bật tắt nhanh các chế độ quạt ở trên chiếc máy. Vậy thì cảm giác bấm phím trên bàn phím này thì sao? Đối với mình, nó tuyệt vời từ thị giác đến cả xúc giác. Khi mà hình trình phím của máy khá sâu lên đến là 2mm, độ nảy cực ổn, bề mặt phím lớn, tránh bị gõ nhầm, cảm giác lướt trên bề mặt phím em này khá là phê. Với các tựa game cần thao tác nhanh như là CSGO hay là PUBG Mobile thì 512 này vẫn đáp ứng rất tốt cho bạn về phần bàn phím. Tiếp theo nữa đó chính là về phần màn hình, thì đây là một trong những điểm mạnh tiếp theo của sản phẩm Asus ROG Strix G512 này. Với kích thước màn hình là 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, nhưng mà viền xung quanh khá là mỏng tạo nên cảm giác màn hình của máy được lớn hơn, cộng với tấm nền là IPS, độ bao phủ màu sRGB là 65% cho hình ảnh sắc nét, màu sắc tươi tắn, nhìn rất là hình ảnh mắt. Thêm vào đó nữa là màn hình có tần số quét lên đến là 144Hz cho cảm giác tất cả mọi thứ được mượt mà trên chiếc màn hình này, từ di chuyển con trỏ chuột cho đến các tựa game như là liên minh điện thoại hay là những tựa game cần thao tác nhanh như là CSGO vẫn đáp ứng một cách rất là ngon lành. Và một điểm nữa các bạn cần phải lưu ý đó chính là những sản phẩm gaming như thế này thì nó sẽ thường không được trang bị webcam, vì thế nên là cảnh trí nó sẽ hoàn toàn trống trơn và không có phút gì cả. Và với những thông số màn hình của nó mang lại thì mình nghĩ là nó hoàn toàn đáp ứng được những tất cả các nhu cầu, chẳng hạn như từ chơi game, giải trí, làm việc hay kể cả là những việc như là edit video hay là chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp nữa. Kể tới về thời lượng pin thì mình thú thật với mọi người là sản phẩm này nó không có thời lượng pin thực sự ấn tượng, mà nói thật mọi người luôn, nó thẳng ra đó chính là hầu như tất cả các laptop gaming hiện nay đều không có một cái thời lượng pin ấn tượng cho lắm, và sản phẩm này cũng không phải là một ngoại lệ. Với viên pin 51Wh, nó có rất là nhiều yếu tố để có thể ăn dần cái thời lượng pin đó, chẳng hạn như là phần đèn LED chạy xung quanh nè, hay là phần màn hình tần số quét của nó lên đến là 144Hz, nên thế nên là đó là những yếu tố mà khiến cho thời lượng pin của sản phẩm này nó tụt rất là nhanh. Và mình sử dụng trong những điều kiện chẳng hạn như là màn hình là 100% nè, loa 100%, chỉ sử dụng cái tác vụ văn phòng thôi thì nó chỉ đáp ứng cho mình khoảng là 3 tiếng sử dụng. Theo như mình thấy thì nếu như chúng ta muốn hoạt động mượt mà nhất có thể thì chúng ta nên mang theo cục sạc theo người thì sẽ đảm bảo được an toàn hơn. Các bạn có thể thấy thì mình nãy giờ đã đi qua rất nhanh về các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như về thiết kế, về màn hình, về bàn phím. Bởi vì có một yếu tố mà mình nghĩ là cực kỳ quan trọng đối với sản phẩm này, đó chính là về phần hiệu năng. Vì thế nên là mình đã quyết định mình sẽ chơi game thực tế luôn để cho các anh em cảm nhận được độ chính xác nhất về cả phần tản nhiệt cũng như là sức mạnh hiệu năng của nó mang lại. Trước khi đến phần hấp dẫn này thì mình sẽ nêu ra một chút về thông số sản phẩm này nhé. Thì nó được trang bị là CPU Intel Core i7 thế hệ thứ 10 mới nhất 10750H. Bộ nhớ RAM là 8GB, cho khả năng nâng cấp tối đa lên đến là 32GB,
cùng với đó là cái ổ cứng SSD 512GB cộng với một khe HDD mở rộng thêm nữa. Thì đối với những tác vụ bình thường thì chiếc máy này hoạt động rất là mượt mà, lướt web, xem phim hay thậm chí là các vấn đề lớn hơn như là edit video đều rất là ổn. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đi qua một vài tựa game để có thể thấy được sức mạnh của em nó nhé. Và trên đây là một vài chia sẻ quan điểm của mình về sản phẩm Asus ROG Strix G512 này. Tóm lại thì nó sẽ được khoảng là 8/10 điểm nếu như để mình đánh giá. Khi mà nó sở hữu thiết kế là bắt mắt, đẹp mắt với các dải đèn LED RGB, bàn phím thì ổn, khả năng phản hồi là tốt, màn hình thì hiển thị đẹp, tần số quét cao, theo đó nữa là hiệu năng cực kỳ mượt mà và ổn định. Và đó là những quan điểm của mình về sản phẩm laptop gaming mới nhất này của nhà Asus. Và bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn có muốn mình so sánh sản phẩm này với sản phẩm laptop gaming khác hay không? Thì hãy nhớ để lại phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên nhấn bấm like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.